Dạ, xin thân ái mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa đã quay trở lại với kênh ạ. Hôm nay kênh xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị địa điểm bán mai của anh Mao ở gần với khu Hoàng Quân ạ. Hôm nay thì anh Mao xin chia sẻ cùng cô chú anh chị hai cây mai tàn ghim, hai cây mai tàn ghim mà xù luôn nha cô chú anh chị nha. Đẹp nha cô chú anh chị, tàn cũng lớn nữa, nhưng mà đặc biệt là hai cái cây này đều là hai cây xù hết cô chú anh chị ha. Rất mong qua quý cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ cho anh Mao ạ. Hai cây này rất là thích hợp cho quý cô chú anh chị nào mình đang sưu tầm những cây mai đẹp, mai tàn đẹp, mai lớn cô chú anh chị ha. Rồi, chào chị Phương ha. Rồi, em xin mến chào cô chú anh chị gần xa ha. Thì hôm nay em cũng về hai cây mai tàn để cho giao lưu cô chú anh chị mình chơi Tết ha. Dạ. Thì hôm nay thì một cây xù với một cây giáng phú. Cây xù bích mình luôn nha cô chú anh chị. Cây này là xù nha cô chú anh chị, mai chơi Tết luôn. Mai vàng ghim của mình tàn tự nhiên đó phải không anh? Mai vàng ghim, mai ghim thiên nhiên, cây bứng trong vườn luôn. Dạ. Quá trời nụ luôn nha cô chú anh chị. Cây này là ngày kịp Tết luôn nha cô chú. Hôm nay là bung vỏ chấu hết rồi. Cái vàng xương thì quá là ok luôn ha. Cây một thân một cốt luôn nha cô chú, xù. Xù khoảng 80%. Cái tàn đều nha cô chú anh chị nha. Cái đế thù, xù ha anh. Xù bích mình dưới này luôn nha cô chú. Bích hết luôn. Trên này xuống ha. Dưới này phần dưới là bích hết luôn. Hai bên này luôn nha cô chú anh chị. Mình coi từ từ xuống lên đen ha. Xù mà đế là đế 24 giờ luôn nha cô chú. Đế rất đẹp luôn. Ở đây cũng có xù đó nha cô chú chị, nhưng mà nó hơi ngược nắng. Hết mình luôn, hết mình luôn. Đó, xù hết mình luôn. Xù quá trời luôn cô chú chị, từ ở đây xuống trên này cô chú chị nha, ở trên này xù xuống đây là xù hết mình luôn nha cô chú. Cái này là bông từ 5 đến 7 cánh nha cô chú. Hoành cũng khá lớn ha đế à. Cô chú anh chị xem đế giùm em nha. Cây tàn đều nụ đều cho cô chú mình về chơi Tết luôn, dừa luôn, em bứng là dừa luôn đó. Rồi sẵn cái chiều cao luôn nha. Rồi chiều cao là được 3 mét luôn cô chú anh chị ơi. Dạ chiều cao 3 mét. Rồi tán ngang là 2m6. Cây xù rất đẹp nha cô chú, đế bỏ đều hết. Dạ, tán ngang 2m6 hả anh? Tán ngang 2m6, dạ. Cao 3m. Càng khá lớn cô chú chị nha. Dạ rồi. Đường kính bầu là được 80 nè cô chú. Dạ, đường kính bầu 80 luôn. Nguyên cái nồi đế này dữ lắm nha cô chú, đo sẵn cái đo cái nồi đế luôn nha. Rồi nồi đế khoảng 180-190 cô chú anh chị. Dạ. Rồi em đo cái hoành luôn ha. Rồi hoành chuẩn là 52 nha cô chú. Dạ. Hoành 52. Chuẩn 100% luôn ha. Xích xuống cái cũ một chút. Cũ là được 64. Dạ. Rồi mình đi một vòng đế một cái nữa nha cô chú anh chị ha. Cây xù rất là nhiều xù tới trên ở trên này luôn nha cô chú anh chị. Đó. Trên này luôn nha. Đây chỗ là xù cái này cô chú nha. Để dài xuống. Bà đã bắt ngộ trời. Cây rất là đẹp, đáng sưu tầm luôn nha quý cô chú anh chị. Cây rất đẹp luôn cô chú ơi.
Cây này mình về là Tết mình chơi rồi xong là mình nuôi lại luôn là cây này. Dạ. Bảo đảm cây này giá giao lưu bao nhiêu anh? Hả? Giá giao lưu anh? Dạ, cây này em giao lưu là giá 48 triệu. Dạ 48 triệu một cây mai tàn ghiên. À, tàn tự nhiên nha cô chú anh chị, 48 triệu cây đang xù rất là nhiều luôn. Dạ. À, tàn tàn thì ok đều đặn nha cô chú anh chị. Lúc nụ là dữ dằn luôn nha cô chú anh chị nha. Bông là từ 5 đến 7 cánh nha cô chú anh chị. Dạ. Thân thì nó xù lên tới trên luôn, tới trên nguyên cục xù luôn. Nó lội ra luôn. Tới trên đó luôn nha cô chú anh chị nha. À, cây này là em không có chà rửa gì hết, để nguyên thủy luôn nha cô chú, còn nhìn nguyên thủy luôn đó. Dạ, mình coi lại một lần nữa cái nước xù giùm em nha cô chú anh chị nha. Bà là hết xù gì vậy nha. Dạ 48 triệu. Cái này em bao ship 300 km ha, em đi xe tải. Dạ. Ở trên ngay chỗ này là cũng đang xù luôn nha cô chú anh chị nha. À, ở trong này nó hơi ngược nắng xíu nha quý cô chú. Ngay chỗ trên đó nó xù nha cô chú anh chị. Dạ rồi. À, mình đổi sang cây khác giùm em anh ha. Rồi cây số 2. Dạ. Cây này là mã số 2. Wow. Cây số 2 đây là một con sư tử luôn cô chú ơi. Cây rất là đẹp luôn. Có đuôi luôn cô chú ha. Có đuôi có chân. Cây nó cũng đang lên xù trên lên xù da me bít mình luôn nha cô chú. Cây này là xù bít mình luôn. Xù nó bể luôn, bể xù luôn, bể hết luôn nè. Dạ. Nguyên một cái con giống như con kỳ lân con. Đó. Rồi. Em đi một vòng đế cái nha cô chú chị nha. Ở trong này thì nó hơi ngược nắng luôn. Nguyên một cục đế luôn. Cái mảng này là nó đặc quẹo luôn nha cô chú đây ha. Đế đều nha cô chú ơi. Đế là nó bỏ đều hết luôn. Có chân trước rất là lực nha cô chú, hai cái chân trước thiệt là bự luôn. Đây có cái ức. Cây này cũng rất là đáng sưu tập nha cô chú anh chị. Cây mai vườn mai tàng mình mà được bộ đế như thế này thì rất là ít luôn nha. Rồi cho em xin sẵn cho em xin thông số luôn đi anh ha. Dạ đo hoành nè. Đo hoành nha. Dạ. Đo hoành vị trí này lực 41 nha cô chú. Dạ. Rồi đó trên cái ức nó một chút. Trên này 40 ha cô chú. Dạ. Rồi con kỳ lân nó có cái ức kìa. Tổng cái nồi đế luôn. Rồi tổng nồi đế 130 cô chú ơi. Dạ 130. Nguyên một khối đặt không chú, đây một khối đặt luôn nè. Hai cái chân trước rất là lực nha quý cô chú anh chị. Rồi, nó chống nó chổi lên luôn, đứng bây giờ. Mình coi cái bàn ở trên nha cô chú anh chị nha. Đó, cái dạng xương. Xương thì cũng rất là dày nha cô chú, cây này là xương cạnh dày. Rồi tổng chiều cao được 3m1. Dạ. Rồi tán ngang là 2m6 nha cô chú. 2m6 có hơn em đo 2m6. Tán ngang 2m6, dạng xương là dày nha cô chú chị. Dày đặc luôn. Dày luôn. Cây này ở ngoài là cô chú nhìn nó rất là dữ nha cô chú, nhìn nguyên một con thú rất là dữ. Ở ngược nắng mình thấy được cái sàn xương đó nha cô chú anh chị. Bông này cũng 5, 7, 9 cánh luôn ha anh. Cũng mà cây này cũng 5, 7, 9 luôn. Dạ.
Cây này mình chơi Tết khá là ok nha quý cô chú anh chị nha. Cây này nụ nó nhiều nha cô chú. Bữa nay nó cũng có bung vỏ chấu một số, xanh hết, xanh hết rồi. Còn cái nhỏ nhỏ rất là nhiều. Nụ chơi này. Cây này mình ghim một cái cây này về mình chơi Tết trước cửa nhà là rực rỡ luôn nha cô chú ơi. Mình đi một vòng cái tàn nữa nha cô chú anh chị. Cây này ở ngoài là cô chú nhìn nó rất là quạo luôn, nhìn nó dữ dằn lắm. Nguyên một khối á. Rất là đẹp nha cô chú. Hàng chơi Tết luôn. Quá đẹp cái tàn nha cô chú chị, tàn tròn đều luôn. Dạ, rồi giá Zalo cây này bao nhiêu anh ha? Rồi cái này em Zalo với cô chú anh chị là giá 55 triệu. Dạ, 55 triệu. Rồi mình xem lại cái con kỳ lân này lại cô chú anh chị ha. Cái này nó bị bể xù là tới trên các chiên cô chú anh chị nha. Ở dưới là toàn thân luôn nha cô chú, ở dưới là xù toàn thân luôn, dạ. Xuống bể dài dài lên trên luôn. Rồi, có một cái ức. Chân trước thì rất là lực. Nó lên xù toàn thân của cái con kỳ lân này luôn cô chú anh chị ha. Nhìn rất là ghê. Có bụng luôn cô chú ơi. Có cái bụng luôn, có cái ức, có bụng luôn. Con này nó có bầu rồi. Nhìn ở ngoài rất là đã cô chú anh chị, rất là đáng sưu tầm luôn nha. 59 triệu. Dạ rồi. Rồi, hôm nay mình giao lưu có 2 cây ha anh. Rồi, hôm nay thì em giao lưu với cô chú anh chị là chỉ 2 cây thôi. Em cũng xin phép hết video, rất mong sự ủng hộ của cô chú. Dạ. Cảm ơn anh chào. Chia sẻ cô chú anh chị ơi, hai cây hôm nay anh mau giao lưu hai cây mai rất là đặc biệt ha. Một cây là đế thú kỳ lân lên xù da me toàn thân luôn cô chú anh chị ha, và một cây là đang xù chảy rất là nhiều. Dạ, đây tất cả đều là mai tàn tự nhiên nha quý cô chú anh chị. Dạ, rất mong quý cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ cho anh mau ạ. Số điện thoại thì lúc nào cũng có trên phần mô tả với phần tiêu đề cô chú anh chị nha. Dạ rồi, em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những clip sau ạ.